Con xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng sớm là mình đi học với Celine. Con đi học, má cũng đi học. Quẩy ba lô. Nhà buồn không có chuyện gì làm, đi vô học với Celine. Thấy không? No. Con chào ông bà cô bác có phải không? Rồi mình xin đi học. Sáng cái xe chạy điếc lỗ tai. Đây là cái tường giữa nhà, mình dán cái miếng này mỏng, không có cần lớp chống lạnh. Hôm trước chỗ đây là cái khâu này đáng lẽ phải làm trước, thì người ta gắn mấy cái bình, mấy cái đường ống này nè. Ông làm biếng, ông cãi mình đó. Để sao bây giờ mình thấy là khó làm lắm nè. Bên này tường này còn đỡ, bên bức tường bên cái bình này nè, sao mà khó gắn lắm. Phải cắt miếng nhỏ nhỏ nhỏ. Còn dư mình chét lên trên tường cái chỗ lỗ nữa, mình dán thêm miếng nữa để thiếu à, thêm miếng dán nè, để phải mua thêm mới được.
này nó có thêm là cầu thiếu rồi. Chà rửa nãy mình đi dò ở dưới, giờ chà rửa để nó dính. Cái giò này phải có nước nó mới ra, nó khô lắm. Này để chút mình chà liền, chứ mà để lâu là mình chà không ra luôn, dính luôn. Làm được phân nửa bức tường hết là cổ đi mua thêm mà mới dán tiếp. Làm mấy phần nữa là mua chè này, mua thêm mấy tấm nữa lót vòng vòng bên đây nữa.